Kính chào tất cả quý vị. Hôm nay thì có lẽ là một cái buổi live stream khá bất ngờ ha quý vị. Bởi vì anh Quỳnh Huy Dũng sẽ live stream một mình để chia sẻ với quý vị. Vì suốt một thời gian qua thì có một mình tôi chiến đấu trên cộng đồng mạng, và anh Dũng lo làm từ nhà máy găng tay rồi nhà máy oxy rồi rất là nhiều công việc để làm, cho nên anh Dũng không có thời gian. Nhưng mỗi cái câu chuyện mà tôi lên live stream và tất cả những cái câu chuyện xung quanh đó thì là anh Dũng đều rất là hiểu rõ, bởi vì vợ chồng với nhau thì không thể nào không hiểu hết quý vị. Nhưng mà khi cần thiết đó thì anh Dũng sẽ xuất hiện, chẳng hạn như ngày hôm nay, đặc biệt là buổi sáng hôm nay anh Dũng sẽ dành 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng gì đó để anh Dũng có thể chia sẻ với quý vị. Là bởi vì ít nhất là anh Dũng là ông chủ của khu du lịch Đại Nam, và một ông chủ trong rất nhiều ông chủ, chủ của nhiều chủ nha quý vị. Cho nên là kiểu gì thì anh Dũng cũng dành một thời gian để chia sẻ với quý vị về những cái câu chuyện vừa qua, và anh Dũng cần phải lên tiếng vào những thời điểm cần lên tiếng. Còn bản thân tôi thì quý vị cũng biết rồi, là tôi rất là máu lửa, rất là nhiệt huyết trong cái câu chuyện mà đi tìm chân lý cho mọi người. Thì đúng 10 giờ anh Dũng sẽ xuất hiện một mình, và anh Dũng sẽ đọc diễn với tất cả quý vị. Tôi không ngồi chung với anh Dũng. Thì quý vị cũng thấy rằng là tất cả những gì tôi làm tôi đã làm. Ngày mai tôi sẽ trở lại để tôi đưa một cái chủ đề cho quý vị về cái câu chuyện mà sao ke hay sạo ke. Đó, câu chuyện ngày mai á, nó sẽ bùng nổ cực chất luôn nha quý vị. Cho nên là trong cái mùa dịch này cũng là cái cơ hội để cho chúng ta có thời gian để nghe và ngẫm, để có thời gian thanh lọc từ trong tâm hồn của chúng ta cho đến câu chuyện ngoài xã hội. Thì quá nhiều cái câu chuyện mà đến độ cao trào thì tôi đã chia sẻ với anh Dũng, và anh Dũng sẽ đồng ý ngồi lại một lần cho quý vị thấy rằng là tất cả những gì chúng tôi làm là vì cộng đồng, vì công chúng. Cho nên là ai đã xuyên tạc, ai đã cố tình làm tổn thương câu chuyện của chúng tôi và làm cho chúng tôi cảm thấy bị xúc phạm quá đáng, thì quý vị hãy chờ lắng nghe anh Dũng sẽ chia sẻ tất cả với quý vị, và để cho anh Dũng một mình ngồi nói chuyện với quý vị. Bởi vì cái tính của anh Dũng rất là điềm đạm, không có máu lửa như tôi, nhưng rất là sâu sắc. Vì đâu đó tôi cũng có một người đàn ông có chí khí, có dũng cảm và có cả trí tuệ lẫn tài ba nữa. Cho nên là tôi hy vọng buổi sáng hôm nay anh Dũng sẽ đem đến cho quý vị rất nhiều cung bậc cảm xúc. Ở một cái lứa tuổi 60 mấy như anh Dũng thì ảnh không có thích cái kiểu mà lên sóng live stream. Ảnh thích sự bình an, ảnh thích làm để cống hiến. Nhưng mà không có nghĩa là ảnh để cho tôi một mình bơ vơ. Như những người đã từng nói rằng là ông Dũng bỏ mặc tôi, hay ông Dũng ly dị tôi, hay là ông Dũng đuổi tôi ra khỏi Đại Nam. Tôi là một người có lòng tự trọng. Khi ai đó đã có những cái cử chỉ không tốt về tôi biết tôi phải làm gì. Và điều đó ta là đặc điều vũ khống. Thì hôm nay chắc chắn một điều là quý vị sẽ được nghe từ miệng anh Dũng nói như thế nào về câu chuyện của chúng tôi đang hoạt động như thế nào. Và đặc biệt anh Dũng sẽ chia sẻ với quý vị những cái điều cực kỳ là thú vị. Tôi thì ăn nói rộn ràng, nhưng anh Dũng rất là đầm, nhưng mà đâu đó rất là chắc. Có khi cái sự nhiều khuyết của tôi mới làm bùng nổ ra bao nhiêu câu chuyện. Còn nếu là anh Dũng thì chắc là anh Dũng không chọn cái phương án như tôi đâu. Anh Dũng sẽ có cái phương án khác. Nhưng mà với tôi thì có thể là tôi còn năng lượng, còn sức khỏe, tôi làm được những gì có thể thì tôi làm. Thì quý vị thấy rằng là sau những cái lần chinh phạt như thế này, thì quý vị thấy không, tôi đã yêu cầu thằng Đầm Vĩnh Hưng là hãy thưa tôi đi ngay từ đầu, sao kê ra đi và thưa tôi đi nếu tôi vu khống. Thì nó dòng do cuối cùng nó cũng đưa câu chuyện này đến tòa án. Thì cái câu chuyện này nó sẽ là không bao giờ có thật, vì nó chẳng có cơ sở nào. Và tôi là người kiện nó cho công chúng chứ không phải đợi nó kiện tôi. Đây là cái gì? Đây là sự lương lẹo, dối trá và một sự mất dạy cực kỳ là cao thủ. Mồm mép lẻo lự của nó thì quý vị đã thấy rồi đó. Nghĩa là cái gì nó cũng thể ăn miếng trả miếng hết. Nhưng lần này hứa với quý vị tôi chơi tất tay thằng Đàm Vĩnh Hưng này, không cho để nó cơ hội ngóc đầu lên luôn. Quá mất dạy, quá láo, quá sức sượt. Và hôm qua tất cả chúng ta đều bị lừa, vì không phải là buổi live stream của nó, mà là một buổi live nguội, đúng không quý vị? Cho nên là chúng ta từ bị lừa này đến bị lừa kia, đó là sự thật quý vị. Kể cả hứa hẹn live stream cũng lừa nữa.
Cho nên tôi quý vị rằng tôi không bao giờ dùng báo chí và những cái kênh thật sự luôn. Chẳng hạn như là tôi đã bị thằng Hiển, lại thêm một lần nữa tôi mất hết niềm tin. Cho nên là không bao giờ tôi chơi mấy cái trò đó nha quý vị. Tôi muốn tôi lên YouTube, tôi muốn tôi lên Facebook của tôi muốn tôi tạo ra fanpage, tôi chơi tiếp, tôi chơi TikTok. Không bao giờ tôi dùng một báo chí nào cần phải nói về tôi, kể cả tốt hay xấu. Đó là nét riêng của tôi. Cho nên quý vị biết gần đây có rất nhiều báo chí muốn phỏng vấn tôi từ chối luôn mà liền. Không cần, tôi không cần gì cả. Nếu tôi cần ngay từ đầu. Cho đến bây giờ thì quá muộn rồi, nói những lời tốt với tôi cũng không có giá trị. Và muốn nói xấu tôi cũng không quan trọng nữa. Bởi vì chúng ta đã hiểu hết câu chuyện ở đây rồi. Hiểu hết rồi. Hiểu hết những cái loại báo chí như thế nào chúng ta hiểu rồi. Bây giờ còn ai tin nữa không? Thì quý vị cảm nhận đi. Cho nên có muốn phỏng vấn tôi, có muốn nói gì với tôi không nghe. Và tôi không tiếp. Và đặc biệt tôi không cần đưa tin. Đó là gì? Đó là tôi muốn chứng minh cho quý vị thấy rằng là niềm tin trong tôi mất hoàn toàn. Mặc dù một số người thôi nha quý vị. Một số người thôi. Nhưng để cho tôi hồi phục lại cái niềm tin đó lâu lắm. Bởi vì tôi bị quá nhiều rồi. Cho nên là tôi đã rất là tỉnh táo trong cái câu chuyện mà đi tìm chân lý. Cho nên là tôi xin quý vị chờ đợi trong vòng 5-10 phút nữa. Anh Dũng sẽ trở lại với một cái câu chuyện và có live trực tiếp trên Facebook của anh Quỳnh Vy Dũng nha quý vị. Anh Dũng đang từ văn phòng đi vô nhà. Anh Dũng sẽ chia sẻ với tất cả quý vị. Khi ông chủ lên tiếng thì nó khác tôi nhiều. Tôi thì rất là đơn giản, rất là bình dân, thậm chí là lăn xả vào chơi với quý vị, rất là đơn giản. Nhưng mà khi mà ông chủ đã lên tiếng rồi thì đâu đó là phải rõ ràng và hoàn toàn chịu trách nhiệm và hoàn toàn muốn chơi là chơi tất tay luôn. Không chừa bất cứ một điều gì cả, bởi vì người ta đã thành công tới giờ phút này thì không dễ gì chà đạp người ta đâu. Và đặc biệt tôi là vợ anh Dũng, tôi không phải là người dân. Cho nên quý vị nào đã từng đối xử với tôi như thế nào hãy đợi đấy, tôi không dọa đâu. Nhưng còn pháp luật, còn tất cả những gì chúng tôi còn có thể làm được. Đó, cho nên là quý vị hãy tin tôi và tin vào chân lý và đặc biệt là tin vào pháp luật nha quý vị. Cho nên tôi nói quý vị nghe, khi mà câu chuyện nó cao trào lên thì anh Dũng là người luôn xuất hiện. Cho nên là anh để cho tôi làm tất cả những gì có thể, đến khi anh cần thì anh sẽ xuất hiện. Cho nên những cái người mà anti fan của tôi thấy tôi có một mình dễ tấn công, dễ nuốt lắm. Cứ bài hết trò này tới kế kia, cứ làm hết những gì có thể đi, đến khi không thể nữa thì không phải hối hận. Đó là sự thật. Bởi vì tới tầm tới chúng tôi rồi, đâu có dễ gì mà bị giày xéo đơn giản vậy. Đâu có dễ gì mà chúng tôi để người khác xúc phạm tôi đơn giản vậy, phải không quý vị? Cho nên á, hãy ngộ và sẽ nhận. Ngộ đi rồi sẽ nhận được những cái điều khá bất ngờ và khá thú vị. Là bởi vì chúng tôi là những con người sống có lương tâm, có trái tim, có lý trí và có cả sự tự trọng, tự tôn ở đây nữa. Cho nên nó tới thật chứ quý vị, quân tử trả thù 10 năm không muộn. Nha quý vị, một khi tôi đã cố gắng nhớ đến một người nào đó rồi thì hãy đợi đấy. Tôi hứa với quý vị rằng, hiện nay là thằng Đầm Nhâm Hoàng Khang, nó đang cấu kết thằng Đàm Vĩnh Hưng, một sự tồi bại lên ngôi, đi đập phá các kinh khác. À, quý vị, tôi sẽ có cách để chơi với thằng Nhâm Hoàng Khang. Quý vị yên tâm đi. Nó sẽ biến khỏi trước công chúng một ngày rất gần và rất gần. Hứa với quý vị luôn. Bằng cách nào đó tôi không biết. Nhưng tôi không hăm dọa. Vì cái thứ của nó không nên tồn tại. Đó quý vị, chỉ có đi phá làng, phá sớm mà phá trên Facebook thôi. Chơi những cái trò bẩn thỉu thì tôi không bao giờ dung thu túng cho những cái thứ này. Và đừng có nói rằng là tôi không định vị được nó ở đâu. Tôi biết nó ở đâu, nơi nào. Nói thật với quý vị luôn, cái gan tôi cực kỳ lớn nha quý vị. Cho nên tôi mà đã cố tình nhớ tới người nào thì chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua người đó. Thứ nhất, họ sai với tôi chứ tôi không sai với họ. Họ khiêu khích tôi và họ xúc phạm tôi chứ tôi chưa bao giờ làm tổn thương ai tại họ hết. Họ muốn thì tôi chiều nha quý vị. Và tôi xin quý vị là hãy xem kênh YouTube Trường Đua Đại Nam và đăng ký Christina. Nhiều khi không có cái kênh này còn có cái kênh Christina Nguyễn. Rồi Facebook của những trợ lý xung quanh tôi. Không thôi thì chúng ta sẽ bị mất liên lạc với nhau. Thì quý vị hãy chờ đón xem trong 5-10 phút tới. Anh Quỳnh Quy Dũng sẽ xuất hiện. Chú vô chưa? Nhi hỏi coi chú vô tới chưa? Tôi không có ngồi chung với anh Dũng để cho anh Dũng nói chuyện với quý vị thật là thoải mái. Và khi mà anh Dũng nói thì quý vị biết rằng anh Dũng nói rất là từ tốn.
Còn ai có lòng tự trọng thì tự sao kê. Tôi không muốn nói tới một nhân vật nào cả, nhưng chắc chắn là tôi không chừa qua một nhân vật nào cả. Cái điều đó là điều tất nhiên, vì tôi đang nói lên cái tiếng nói của cộng đồng. Quý vị thấy không, một thằng lương lẹo, lẻo mép, xảo trá, xảo ngôn như thằng Đàm Vĩnh Hưng, thì quý vị thấy rõ bản chất đó rồi đó. Ăn miếng trả miếng, lẻo mép, lương lẹo, nghĩa là nó không phải là một cái thứ bình thường, mà nó tự knock out nó. Quý vị thấy rõ đó, lừa cả chúng ta live stream, chờ đợi rồi tất cả mọi người hóng vô chờ, xong rồi nó lai nguội, nó đưa lên mấy phút đồng hồ, nhưng những phút quan trọng nhất không có tiếng nói nha quý vị. Không có tiếng nói đây là gì thì quý vị hiểu rồi đó. Và đặc biệt một điều là nó đưa vô cái kết là kiện tôi ra tòa. Tôi đã kêu gọi từ đầu câu chuyện này rồi, và tôi đang chờ đảnh thân kiện tôi từng ngày từng giờ luôn đó. Cái đó là cái của tôi mà mong muốn. Tụi nó ngay từ ban đầu tôi đã thách thức nó kiện tôi rồi, không phải đợi đến giờ này đưa ra kèo này kèo kia. Và chắc chắn một điều, cái kèo tôi đưa ra phải đưa hết tài sản ra. Nếu như mà tôi thắng nó phải bỏ hết tài sản ra. Cho nên nói thật với quý vị á, chơi là phải chơi cho nét, chơi là phải chơi cho đẹp, chứ không phải chơi dơ, chơi bẩn, chơi sủa xong bỏ chạy. Chơi kiểu đó là không phải con người, mà là con chó mới chơi kiểu đó nha quý vị. Cho nên thằng Đàm Vĩnh Hưng này, tôi không bao giờ để đường cho nó sống, tôi hứa với quý vị luôn. Tôi không bao giờ để đường cho nó bước lên sân khấu, tôi hứa với quý vị luôn. Mày rảnh nó tay lên mày nghe nha Đàm Vĩnh Hưng. Từ ngày hôm nay tao tiên chiến thật sự với đúng cá nhân mày luôn. Tao thề với mày, tao không để cho mày bước chân lên sân khấu bất cứ nơi nào. Nếu như những cái hợp đồng mày có rồi tao không nói, nhưng mà sắp tới nữa, mày sẽ thấy cái thân của mày đi đến ngõ nào, mày bố láo tới cái mức nào thì mày sẽ trả giá tới mức đó. Đó là những gì tôi nói nha. Còn những cái fan nào mà theo đuổi nó, ok, chấp hết, chấp tất tay luôn, rồi chúng mày sẽ nhìn thấy thần tượng của chúng mày sụp đổ. Hãy đợi đó nha. Đó là những gì tôi nói được. Chỉ có cái sao kê thôi mà không làm được thì chúng ta hiểu rồi, nói gì nữa. Ok. Rồi bây giờ tôi xin rút lui. À, anh Quỳnh Huy Dũng sẽ xuất hiện. Mở cái Facebook chú lên đi con.